Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công an thành phố Châu Đốc không ngừng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân thành phố. Năm 2019 vừa qua, Công an thành phố Châu Đốc đã chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, tham mưu kịp thời với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố những chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, triển khai thực hiện quyết liệt các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh biên giới, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các ngày lễ lớn, Tết Nguyên đán, lễ hội Chí Bà Chúa Xứ Núi Sam. Đảm bảo an ninh nội bộ, không để hình thành điểm nóng, đột xuất bất ngờ, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh về an ninh trật tự. Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đó, tội phạm hình sự cơ bản được ngăn chặn, kiềm chế. Năm 2019 xảy ra 16 vụ, giảm 27,27% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 90%. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 75%. Công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã và công tác nghiệp vụ cơ bản thực hiện đạt trên mức chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, Công an thành phố đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội. Công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Qua tuần tra tại các điểm phức tạp, lực lượng tuần tra đã giải tán 596 nhóm, khoảng 4.996 lượt thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng. 94 sòng lô tô, tài xỉu, quán ăn, triệt xóa 39 tụ điểm tệ nạn xã hội liên quan 98 đối tượng, giải tán 1.370 hộ mua bán lấn chiếm lòng lề đường, khu vực Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Mời gọi răn đe, giáo dục 1.889 lượt đối tượng các loại, góp phần bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn thành phố. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về buôn lậu ma túy được tăng cường, đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều vụ tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, buôn lậu qua biên giới, hoạt động tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, kinh doanh game bắn cá, không có dấu hiệu manh nha hoạt động. Đồng thời, Công an thành phố đã thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội và buôn lậu trên địa bàn phường Châu Phú A và phường Núi Sam. Năm 2019, Công an thành phố đã phát hiện bắt giữ 182 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại, mỹ phẩm, đồ dùng điện tử. Tổng trị giá hàng hóa bắt giữ là 1,306 tỷ đồng. Bắt 67 vụ liên quan 75 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Công an thành phố quan tâm, tập trung lực lượng, quy động các phương tiện, tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông, phát hiện xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, không đội mũ bảo hiểm. Qua đó đã lập biên bản 4.051 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 16.918 trường hợp, phạt hành chính 4.384 trường hợp với số tiền 1,611 tỷ đồng, tước 318 giấy phép lái xe mô tô ô tô có thời hạn. Tổ chức phân luồng điều tiết giao thông cho 300.560 lượt xe đến tham quan du lịch tại khu vực Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, bến phà Châu Giang, phối hợp đội quản lý trật tự đô thị giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè lòng đường, nhắc nhở 618 trường hợp vi phạm. Trong năm 2019 thì phải nói là lực lượng công an thành phố cũng đã tham mưu cho thường trực thành ủy, ủy ban thành phố phối hợp với các cái phòng nghiệp vụ công an tỉnh. Trên tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, Ban đốc Công an tỉnh thì cũng căn cứ vào cái chương trình kế hoạch công tác rồi nghị quyết cũng đã tập trung quyết liệt tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị trên địa bàn. Đặc biệt là năm nay thì phải nói cái tình hình tội phạm có được kéo giảm, nhất là cái tình hình phạm pháp hình sự được kéo giảm. Rồi các cái chỉ tiêu, tiêu chí đã đặt ra ngay từ đầu năm thì đạt nhiều cái kết quả đáng là trân trọng. Tuy nhiên thì cũng có một số cái chỉ tiêu cũng chưa đạt. Vấn đề này thì Công an thành phố sẽ rút kinh nghiệm cho năm 2020 sẽ tập trung quyết liệt, đặc biệt là tập trung quyết liệt hơn nữa vấn đề phòng chống cái tội phạm trộm cắp. Vấn đề thứ hai là cái tội phạm ma túy, tàng trữ sử dụng mua bán trái phép chất ma túy. Vấn đề thứ ba nữa là tập trung tăng cường cái tuyên truyền, cái tuần tra, cái xử lý rồi cái đảm bảo được cái tình hình trật tự an toàn giao thông, làm sao là kéo giảm cái tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn cả ba tiêu chí. Song song đó, Công an thành phố luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức đối với người dân về các chính sách pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Nghị định 100 của Chính phủ, các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, dòng nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện tố giác. Các mô hình điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được các ban ngành đoàn thể quan tâm xây dựng, chỉ đạo hoạt động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia trực tiếp vào công tác bảo đảm an ninh trật tự ở mọi lĩnh vực, địa bàn.
như mô hình tổ xe không đa đầu, phòng chống tội phạm, tổ tự quản về an toàn giao thông, mô hình tiếng loa 20 giờ, camera giám sát, tiếng loa camera an ninh, tổ phòng chống tội phạm liên khóm nhà trọ, nhà cho thuê không tội phạm, không tệ nạn xã hội. Các mô hình đều hoạt động đạt hiệu quả cao, góp phần vào việc đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Năm 2020 là năm có nhiều cái sự kiện trọng đại của đất nước. 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm cách mạng tháng 8 quốc khánh 2 tháng 9, 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Rồi thành phố Châu Đốc chúng ta là 20 năm là lễ hội cấp quốc gia với bà chủ xứ núi Sam, lễ hội mắm Nam Bộ. Còn các cấp ủy đảng, các cấp thì đang tiến hành đại hội đảng để tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Kệ thứ nhất, chủ động nắm tình hình từ xa bằng mọi kênh, bằng mọi biện pháp nghiệp vụ, và trong đó là tăng cường phối hợp các lực lượng trên tất cả địa bàn và xử lý kịp thời, ngăn chặn nó xảy ra, nó lan rộng. Cái vấn đề thứ hai là đối với tội phạm hình sự, tội phạm là tệ nạn xã hội, thì phương châm của chúng ta lấy phòng ngừa là chính. Với cái phương châm là nắm chắc địa bàn, nắm chắc đối tượng, triển khai rộng và sử dụng cả các cái kỹ thuật khác. Một là hệ thống camera, nhân rộng camera trên toàn thành phố, triển khai cái phần mềm quản lý lưu trú. Vấn đề thứ ba về chống lậu, rà soát lại các cái kho bãi trên địa bàn thành phố. Thứ tư, trật tự an toàn giao thông, thì đề nghị là công an thành phố các đồng chí tăng cường phối hợp, các đồng chí là cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông, thì tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát trên các cái tuyến chính và trong tăng cái tần suất. Vấn đề thứ năm là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm trạng, tâm lý, quan hệ xã hội, đời sống của cán bộ chiến sĩ để giáo dục, răn đe thường xuyên. Đi đôi với việc là giữ, tăng cường kỷ luật kỷ cương và nêu gương. Và trong cái nêu gương này thì tôi đề nghị là nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chính danh, chính trực, chính kiến, liêm chính, hành động hiệu quả. Với sự quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp của lực lượng công an từ thành phố đến cơ sở trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở các tuyến địa bàn trọng điểm, đặc biệt là thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ, công tác phòng chống tội phạm sẽ đạt được những kết quả quan trọng, kiềm chế các loại tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Châu Đốc, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân.